Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào muốn có cái gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn, sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc và gửi email cho thẩm mỹ viện can nam cali là thẩm mỹ viện can gmail com thẩm mỹ viện can cali gmail com cảm ơn thẩm mỹ viện can nam cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả và bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta đầu tiên hết nga cảnh cáo sẽ gia tăng cuộc tấn công toàn diện tại âu châu một viên chức quân sự của Nga lên tiếng cảnh cáo là cuộc giao tranh tại Ukraine có thể gia tăng là một cái cuộc chiến toàn diện tại Âu Châu và có khả năng là phía Moscow sẽ bắt đầu can dự vào những cuộc tranh chấp mới và có dấu hiệu rõ ràng đại tá tư lệnh có tên gọi là Vladimir Zarunitsky, lãnh đạo của cái lực lượng lục quân của Nga và đặc trách về cái trường quân sự của Nga nằm ở trong lực lượng quân sự của Nga đã đưa ra lời phát biểu này trong một bài viết gọi là sự là vượt lên của quân đội trong đó được xem là có quan điểm khá cứng rắn khả năng mà gia tăng cuộc chiến ở tại Ukraine và có thể gia tăng đặc biệt là lực lượng bên ngoài sử dụng cái việc đối đầu quân sự với Nga càng lúc sẽ càng mở rộng hơn và lớn hơn ở tại Âu Châu và nó có thể sẽ không bị loại trừ đây là một trong những lời trả phát biểu của ông ta và điều quan trọng cái nguồn lực lượng quân sự đe dọa với quốc gia chúng ta là cái chính sách chống Nga từ phía Hoa Kỳ và các đồng minh của họ những kẻ muốn thực hiện một cái cuộc chiến mới và trong đó làm suy yếu nước Nga bằng ngoại khả năng và giới hạn chủ quyền cũng như phá hủy lãnh thổ của chúng ta đó là lời phát biểu của ông này đưa ra và cũng giống như là cái cuộc sống của chúng ta và sự trưởng thành của chúng ta chúng ta phải có một cái lực lượng quân sự mới để đối họ phó với tất cả những cái tình trạng dấu hiệu gia tăng về các cuộc tranh chấp này cuộc chiến của Ukraine đã bắt đầu xà uh, tạo ra một cơn khủng hoảng sâu đậm ở trong cái mối quan hệ của Nga với Tây phương kể từ cái vụ ở Cuba năm 1962 khi mà hỏa tiễn của Nga xuất hiện tại Cuba và ông tổng thống Vladimir Putin lên tiếng cảnh cáo khối Tây phương là đang khiêu khích cho một cuộc chiến nguyên tử nếu như mà họ gửi lực lượng quân sự của họ tới chiến đấu tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất và sự lên gân của Nga. Ngay sau khi mà Pháp đã đề nghị cái việc mà có thể có khả năng đưa lực lượng quân sự của NATO vào Ukraine, đây được xem là một trong những phản ứng đầu tiên của Nga khi đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay các giới chức của thụy điển đã chính thức gia nhập vào liên minh uh, hiệp nato và xin lỗi, liên minh nato và chấm dứt hàng thập niên giữ vai trò là quốc gia trung lập thụy điển trong ngày thứ năm đã chính thức trở thành thành viên thứ 32 của liên minh nato tức là liên minh quân sự bắc đại tây dương chấm dứt nhiều thập niên họ đứng ở cái vai trò gọi là trung lập kể từ đệ nhị thế chiến tới bây giờ và Âu Châu dường như đã bắt đầu đã có những chuyển đổi và do sự lo ngại của họ về cuộc chiến Nga xâm lăng tại Ukraine. Thủ tướng của Thụy Điển là ông Ulf Kristersson và ngoại trưởng của quốc gia này, à, ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Anthony Blinken đã có mặt trong buổi lễ chúc mừng việc mà Thụy Điển đã chính thức gia nhập vào Liên minh Nato. Đây được xem là giây phút à, lịch sử cho Thụy Điển và lịch sử cho Liên minh và cũng là lịch sử cho cái à, sự à, phối hợp của các mối quan hệ xung quanh cái biển Đại Tây Dương. Ông Blinken đã cho biết như trên và đồng minh Nato của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, lớn hơn bao giờ hết. Đây là lời phát biểu của ông và ngày hôm nay là ngày thực sự là một ngày lịch sử. Ông Christensen đã cho biết và chúng ta, à, chúng ta rất hân hạnh và chúng ta sẽ cùng với các liên minh ở trong NATO đoàn kết và chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Đây được xem là lời phát biểu của Thủ tướng Thụy Thụy Điển đưa ra và sau đó thì ông đã viếng thăm tòa Bạch Ốc và trở thành vị khách danh dự của ông Tổng thống Joe Biden trong cái buổi mà ông Joe Biden sẽ có bài diễn văn trước Quốc hội Hoa Kỳ tức là State of the Union và tòa Bạch Ốc cho biết là Thụy điển đã là một đồng minh của NATO và sẽ khiến cho Hoa Kỳ và các đồng minh trở nên an toàn hơn. À, NATO được xem là một trong những cái liên minh quân sự mạnh nhất trên toàn cầu và lịch sử của thế giới và nó sẽ rõ ràng ngày hôm nay và chúng tôi sẽ bảo đảm vấn đề an ninh cho công dân của chúng tôi và nó đã được 75 năm và hiện nay liên minh này vẫn có thêm cái uh, sức mạnh kể từ khi, uh, khi mà bắt đầu chấm dứt đề nghị thế chiến. Tổng thư ký của Liên minh NATO là ông Jens Stoltenberg đã mô tả đây là một ngày lịch sử, Thụy Điển bây giờ đã chính thức chọn một cái hướng đi đúng trên cái bàn của NATO và nó sẽ chia sẻ đồng đều tất cả các chính sách và quyết định của NATO, ông đã cho biết như trên. Và như vậy thì Thụy Điển đã chính thức trở thành một thành viên của NATO và NATO chính thức đã có 32 thành viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay hoa kỳ đã đưa ra một nghị quyết của liên hợp quốc cảnh báo về việc mà phát triển vũ khí nguyên tử ở trong không gian vũ trụ Hoa kỳ đã đưa ra một bản dự thảo cho Hội đồng Bảo an Liên Quốc cho một cái nghị quyết lưu ý về việc chống lại sự phát triển vũ khí nguyên tử trên không gian của à, vũ trụ. Theo tuần trình của hãng thông tấn Bloomberg cho biết, thì à, biến chuyển này diễn ra giữa lúc chính quyền Joe Biden đang tìm cách gọi là à, kềm chế nga trong cái tiềm năng mà họ sẽ đưa tất cả những đầu đạn nguyên tử vào trong không gian vũ trụ. 57 năm trước đây, Hoa Kỳ và Liên bang Soviet cũng đã có một cái thỏa ước gọi là Outer Space Treaty tức là một cái thỏa ước mà trong đó ban cấm phát triển vũ khí nguyên tử hoặc đặt các cái trạm vũ khí nguyên tử trên không gian vũ trụ hoặc ở nơi nào ngoài không gian vũ trụ và ngày hôm nay sự lo ngại này của chính quyền châu anh đã chuyển để kềm chế nga có tiềm năng là sẽ đưa đầu đạn nguyên tử vào trong không gian vũ trụ theo tường trình của cái hiệp hội kiểm soát về vũ khí cho biết và theo tường trình của giới tình báo phát hiện là có bằng chứng cho thấy nga đã phát triển một cái hệ thống chống satellite tức là hệ thống chống lại các vệ tinh gọi là anti satellite hay còn gọi tắt là asat một cái hệ thống vũ khí mà trong đó bao gồm luôn cả những cái thiết bị nổ về nguyên tử vi phạm vào cái thỏa ước của 130 quốc gia. Trong đó Nga đã từng ký kết và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ tất cả những cái việc này và nói rằng Nga vẫn chống lại việc phát triển vũ khí nguyên tử ở trên không gian vũ trụ. Vị trí của chúng ta vẫn rất rõ ràng và minh bạch. Chúng tôi luôn có một cái hành động chống lại việc phát triển vũ khí nguyên tử ở trong không gian vũ trụ. Ông Putin đã nói với lại ông Sergei Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga chúng ta thúc giục là không nên à, à, vi phạm tất cả những cái thỏa ước mà chúng ta đã ký kết trước đây và trong đó à, tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ông putin đã cho biết như trên và cái việc mà thực hiện cái việc mà thành lập một cái hệ thống gọi là chống vệ tinh và có trang bị vũ khí nguyên tử này là tiềm năng có thể sẽ dẫn tới một cái cơn cơ, gọi, gọi là khủng hoảng lớn về và sẽ ảnh hưởng tới hàng ngàn cái vệ tinh về quân sự về à, thương mại ở trên toàn cầu sau khi mà nếu như mà có một cái vụ nổ nguyên tử ở bên ngoài trái đất đây được xem là một trong những cái cảnh báo của nga và tương tự như trung quốc hoa kỳ và kể cả ấn độ nga đang tăng cường khả năng rất nhiều của họ trong việc mà gọi là phát triển cái vệ tinh gọi lên không gian vũ trụ bên cạnh việc mà họ có thể sử dụng các cái kỹ thuật hỏa tiễn trên không gian vũ trụ và điều này cho thấy là nga đang có mục đích theo đuổi và lắp đặt một cái hệ thống chống vệ tinh à, có trang bị vũ khí và trong đó có thể phá hủy các vũ khí bằng các cái vũ khí nguyên tử và dường như họ đang giữ trữ rất nhiều những đầu đạn nguyên tử nhiều hơn Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái thông báo mới và cảnh báo của Hoa Kỳ và cái nghị quyết Hoa Kỳ đưa ra ở trên Liên Hiệp Quốc và nói rằng họ sẽ bắt đầu đưa ra một cái nghị quyết và trong đó sẽ có một cái chiến lược mới để giảm đi tình trạng chạy đua vũ trang ở năm 2026 và cần được đạt được thỏa thuận này. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất với sự lo ngại của Hoa Kỳ là Nga sẽ phát triển vũ khí nguyên tử ở bên ngoài không gian vũ trụ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày và của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, dân biểu Michael McCord, chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện đã ngưng lại việc mà à, buộc tội ông Blinken là khinh thường của quốc hội sau khi có các cuộc đối thoại. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại tại Hạ viện là ông dân biểu Michael Marcos trong ngày thứ năm cho biết ông quyết định ngưng lại cái việc đưa ra nghị quyết là buộc tội ông Anthony Blinken ngoại trưởng của Hoa Kỳ về tội khinh thường của hội sau khi mà họ có cuộc nói chuyện và ông Blinken đồng ý là sẽ cung cấp tất cả những chứng từ liên quan tới việc mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan. Tôi đã có một cuộc nói chuyện ngày hôm nay với lại ngày hôm qua với lại bộ trưởng bộ ngoại giao và ông ta đồng ý là sẽ cung cấp tất cả các tài liệu ông michael mccoat là đã lên tiếng cho biết như trên và tinh thần này nó là một trong các cuộc đàm phán được xem là đặt niềm tin và tôi ngưng lại cái việc đưa ra cái nghị quyết này và hiểu được rằng những tài liệu này là cần phải được cung cấp cho hạ viện và quỹ ban cũng như bộ ngoại giao đã có sự đối đầu gây gắt trong vài tháng qua trong việc cung cấp tài liệu mà ông michael mccoat đòi hỏi là một phần trong cuộc điều kê tra của đảng cộng hòa tại hạ viện về cái mà ông gọi là cuộc rút quân đầy hỗn loạn ở tại áp Afghanistan. Và việc ngưng lại này là biến chuyển mới nhất diễn ra giữa bộ đối ngoại của, tức là quỹ ban đối ngoại của Hạ viện và bộ ngoại giao về vấn đề liên quan tới những tập tài liệu mà phía của bộ ngoại giao lấy lý do là vẫn bảo mật để không cung cấp những tài liệu trong cái cuộc rút quân của Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Vào tuần trước thì ông Michael McCord đã gửi một lá thư cho ông Blinken đe dọa là sẽ có biện pháp buộc tội ông này là kinh thường quốc hội nếu như mà ông ta vẫn không đưa cho phía của hạ viện à, nhìn thấy được những cái tập tài liệu được xem là After action review tức là một cái tập tài liệu duyệt xét sau khi mà có hành động lo ngại về việc rút quân của Afghanistan đã không được uh, trao đầy đủ và cái nghị quyết này đã được đưa ra vào sáng ngày dự tính là sáng ngày thứ năm. Tuy nhiên thì ông nói rằng là cái uh, việc này để nhắm điều tra về việc rút quân một cách hỗn loạn và khiến cho 13 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Đây được xem là cuộc đối đầu mới nhất của uh, bộ ngoại giao và của quỹ ban đối ngoại tại Hà Viện và nó đã giảm đi sau khi mà ông uh, Anthony Blinken đồng ý là chuyển giao một số những tài liệu này, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng tài liên quan tới Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hạ viện đã thông qua một cái dự luật có tên gọi là Larkin Drewley Act và có sự tham dự của 37 thành viên Đảng Dân chủ tham gia với Đảng Cộng hòa. Hạ viện đã thông qua một cái dự luật đặt tên là của nữ sinh viên mà theo học ngành y khoa bị sát hại trong khuôn viên trường đại học bởi một di dân bất hợp pháp có tên và cái tên nữ sinh này là la Riley và trong đó yêu cầu là sẽ bất kỳ một di dân bất hợp pháp nào mà có tội trộm cắp hay là là cướp bóc đều sẽ bị bắt giữ. Hạ viện sẽ đã thông qua cái dự luật này với cái tên là Larkin Really Act với 251 phiếu thuận, 170 phiếu chống. Và trong đó 37 thành viên của Đảng Dân Chủ đã cùng với lại 214 thành viên của Đảng Cộng Hòa để bỏ phiếu cho dự luật này. Dân biểu Mike Collins của Đảng Cộng Hòa tại Georgia, người bảo trợ cho dự luật đã lên tiếng thúc giục phía thượng thượng viện là nên thông qua cái dự luật này một cách ngay lập tức. Và cái dự luật này trong đó sẽ bao gồm kêu gọi là thực hiện lại chính sách Remain in Mexico tức là buộc tất cả di dân phải ở lại bên à, tà, biên giới của Mexico và trong đó yêu cầu cơ quan à, gọi là ICE tức là Immigration and Customs Enforcement bắt giữ những di dân nào mà can các cái tội liên quan tới à, cọ trộm cướp hoặc là các tội hình sự và cho phép các bộ trưởng à, tư pháp của các tiểu bang có quyền kiện ở bộ trưởng bộ an ninh nội địa nếu như mà những cái hành động của di dân của Pháp gây tổn thương cho tiểu bang của họ hay là cư dân của họ cô Đi, 22 tuổi vốn là sinh viên của ngành nursing tức là ngành y khoa ở tại trường Augusta University College of Nursing và cô đã bị phát hiện bị đánh cho tới chết vào ngày 22 tháng 2 ở tại khuôn viên trường đại học gọi là University of Georgia và sau khi mà cô đã à, học tại đây và hung thủ có tên là Jose Antonio Ipara vốn là một di dân bất hợp pháp đã bị bắt giữ về tội sát nhân và tấn công liên hệ tới cái chết của cô trong ngày thứ tư thì à, ông dân biểu Colin cho biết ông đã mời gia đình và cha mẹ của cô Riley đến làm khách mời trong cái buổi phát ngôn về take of the Year dành của ông Joe Tuy nhiên, gia, cha mẹ của cô đã từ chối. Tôi đã mời thân phụ mẫu của Laken Riley tới tham dự cái buổi lắng nghe về bài stack of the Union. Tuy nhiên đáng tiếc là họ đã chọn ở nhà và họ vẫn còn những cái nỗi mất mát về đứa con của họ. Ông Colin đã cho biết như trên. Đây được xem là một trong những cái dự luật đã được thông qua trên sàn Hạ viện và giờ đây thì nó đã được chuyển lên sàn của Thượng viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, Luật sư khai rằng cái dữ liệu trong phone cho thấy là ông ông web đã có cái chuyến viếng thăm tới cái condo của bà Willis, tức là bà biện lý truy tố ông Trump. Bản tin mới nhất các dữ liệu từ hệ thống phone của công tố viên Nathan Wade trong cái cell phone của ông ta cho thấy là ông ta đã trải qua một đêm viếng thăm nhà và cái condo của bà biện lý Fanny Willis trước khi mà ông ta được mướn là một công tố viên theo tường trình của luật sư gọi là Ashley McCann đã cho biết như trên. Và trong đó thì à, lúc đó là lúc 1 giờ sáng, đó là lời phát biểu của bà McCann là luật sư đã đại diện cho một đồng à, Bị cáo của ông Trump ở tại Georgia đã lên tiếng trong ngày thứ tư ở trên tòa và khi mà ông ta gọi thì ông ta đã tới đó và uh, nó rất là im lặng trong vòng 4 hoặc 5 giờ đồng hồ và cái bị biết sau đó là sáng sớm ông ta đã bắt đầu thức dậy lái xe về nhà và trên đường về nhà ông ta đã gửi test cho cô này và ông ta nói rằng ông ta đã về tới nhà luật sư đã tìm cách gọi là yeah, tìm cách bà buộc bà Willis phải ra rời khỏi cái vụ án của ông uh, Trump à, sau khi mà nói rằng chuyến viếng thăm này cho thấy rằng cái mối tư tình của họ đã diễn ra trước khi mà có cái cáo trạng nhắm vào ông Trump và trước khi mà ông à, Nathan West đã được mướn làm công tố viên độc lập và các luật sư của Tây bang tranh luận là nó không phải là một cái bằng chứng về bằng mặt pháp lý à, ở tính chất kỹ thuật. Tuy nhiên bà McCain đã nói với lại sang thượng viện và của Tây bang Georgia là thời gian gần đây sử dụng một à, những cái dữ liệu tương tự ở trong phòng tòa có thể họ nghĩ rằng như vậy nhưng mà tôi nghĩ rằng nó vẫn là bằng chứng thật sự đây được xem là lời khai mới nhất của luật à, luật sư này trước cái à, cuộc điều tra của thượng viện nhắm vào cái mối quan hệ của à, bà willis và ông wade và bằng chứng cho thấy là họ đã có mối tư tình trước khi mà khởi tố với ông trump và trước khi mà ông à, nathan wade được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt và đây được xem là những chi tiết mới nhất liên quan tới vụ án này Cùng một lượt trong ngày hôm nay, dân biểu Mark Gas đã tố cáo ông công tố viên độc lập Jack Smith là đã có hành động xen vào cuộc bầu cử trong một cái đơn mới nhất mà ông ta gửi cho Bộ Tư pháp. Dân biểu Mark Gareth trong ngày thứ tư đã điền một cái đơn gửi cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Tổng thanh tra của Bộ Tư pháp cáo buộc rằng ông công tố viên độc lập Jack Smith đã xen vào cuộc bầu cử, gia tăng áp lực đối với tối cao phát viện phải có cái đường hướng nhanh chóng để loại trừ quyền miễn tố của ông Trump cuộc săn lùng phụ thể nhắm vào cựu tổng thống trump bởi bộ trưởng tư pháp galan và ông công tố viên smith là hành động đảng phái rất rõ ràng người dân Hoa Kỳ đều biết điều này và hành động của ông công tố viên Smith muốn uh, tăng tốc trong cái phiên tòa nhắm vào ông Trump đã vi phạm vào cái quy tắc của Bộ Tư pháp và, và của DOJ và ông ta đã lên tiếng công khai văn phòng của ông ta yêu cầu tối cao phát viện là phải có một cái bước nhanh chóng để loại trừ cái quyền miễn tố của ông Trump. Đây rõ ràng là hành động bất hợp pháp xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ năm 2024. Ông Smith trong ngày 14 tháng 2 đã thúc dục tối cao phát viện là nên loại trừ cái quyền miễn tố của ông Trump trong cái vụ án mà ông ta cho rằng ông Trump cố tình lật đổ kết quả bầu cử vào năm 2020 21 và hiện nay thì tối cao pháp viện đã nhận cái đơn yêu cầu là duy trì quyền miễn tố của tổng thống từ ông Trump và họ sẽ lắng nghe cuộc điều trần này vào ngày 25 tây tháng 4 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Hạ viện các thành viên đảng Cộng hòa đang tìm cách chuẩn bị cho một cái ngân sách giảm đi cho tài khoá của năm 2025 nhằm ngăn chặn những cái ý đồ của Joe Biden kể cả việc quốc hội đang gặp khó khăn trở ngại trong việc mà thông qua các cái nguồn tài chính tài trợ cho Liên bang năm 2024 bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái hiện nay các thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong ngày thứ năm đã chuẩn bị là sẽ công bố cho cái À, ngân sách của năm 2025 và trong đó có thể sẽ cắt giảm rất nhiều và dự luật này nhằm quân bình cái ngân sách của liên bang trong một thập niên qua và cắt giảm 14.000 tỷ mỹ kim trong cái uh... À, ngân sách chi phí của chính phủ trong nhiều khu vực bao gồm cả lĩnh vực về à, năng lượng xanh cũng như là việc mà ông joe biden đã tìm cách xóa nợ cho các sinh viên à, và trong lúc mà ông ta tìm cách giảm thuế và nó được chấp thuận bởi à, vài giờ đồng hồ trước khi mà ông joe biden đã co, sẽ có cái bài state of the union à, vài ngày trước khi mà ông ta công bố về cái ngân sách của ông ta và cho năm tới vào ngày thứ hai các thành viên của Hạ viện đã từ lâu nay báo động về tình trạng mà cái thách thức của những cái tài khoá mà đất nước chúng ta phải đối diện về cái ngân sách này và chúng ta cần phải siết chặt ngân sách này. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson đã đưa ra trong bản statement sau khi mà cái quỹ ban ngân sách đã chấp thuận một cái cuộc bỏ phiếu theo lời đảng là 19 trên 15 phiếu à, trong ngày hôm nay và đảng dân chủ tại hạ viện đã chỉ trích cái dự luật này là cực đoan và trong khi đảng à, phía tòa đốc vẫn chưa lên tiếng à, để đáp ứng với lại à, và phản ứng với cái ngân sách do phía đảng cộng hòa đưa ra ông Johnson đang tìm cách nỗ lực để thông qua các cái dự luật chi tiêu cho chính quyền của Joe Biden trong năm 2024 tuy nhiên thì hiện nay họ đã đạt được cái thỏa thuận cho tới ngày 22 tây tháng 3 Chủ tịch của Ủy ban Ngân sách tại Hạ viện là Jody ariton nói rằng Ngân sách dự tính là sẽ giảm đi cái nợ của liên bang và trong đó là sẽ bắt đầu từ 30 đã hơn 34.000 tỷ và nó sẽ có bốn thêm 44 tỷ Ngân sách thẳng dư trong tài khoá của năm 2034 và gần như là nó sẽ tìm cách giảm thuế cho người dân. Đây được xem là một trong những Ngân sách mà phía đảng hòa chuẩn bị cho năm 2025 nhằm chặn đứng tất cả những nghị trình cực tả của ông Joe Biden tiêu xài tiền cho cái hệ thống gọi là năng lượng xanh và green New deal của ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một dự luật ở tại tiểu bang Missouri sẽ biến thành tội trọng tội tội hình sự khi mà thúc đẩy các nghị trình gọi là chuyển đổi giới tính ở trong trường học. Bản tin mới nhất cho biết thì các giáo chức ở Missouri và các cố vấn trong trường học sẽ không thể uh, đưa những cái nghị trình liên quan tới giới tính vào trong trường học, họ có thể bị truy tố trọng tội à, và khi mà họ vào sẽ bị cáo buộc tội à, gọi là tấn công tình dục trong một cái dự luật được thông qua mới nhất theo tường trình cho biết. Dưới luật dự luật có tên gọi là XB2885, các giáo chức và các uh, cố vấn sẽ bị buộc tội là tấn công tình dục nếu như mà họ thực hiện cái gọi là chuyển đổi xã hội đối với những uh, học sinh nhỏ tuổi và nếu như họ cung cấp tất cả những nguyên liệu, những thông tin hoặc những cái nguồn tin nào mà thúc đẩy các học trò liên quan tới cái vấn đề gọi là chuyển đổi xã hội và theo tường trình của dự luật này, nó đã được đưa ra trong tuần và trong đó họ sẽ buộc tội là class Y tức là cái uh, cấp độ uh, Y, cấp độ E đó quý vị của các trọng tội và dự luật này định nghĩa là việc chuyển đổi xã hội là một tiến trình mà người có phải chấp nhận cái tên cái cách phát âm cũng như là cái uh, giới tính và trong đó họ đứng ngược lại với cái việc gọi là uh, tình dục hoặc là những cái quần áo hoặc là vấn đề về tóc tai và dự luật này được tạo ra để mà giúp cho cha mẹ và gia đình cũng như giúp cho các giáo chức đó là lời phát biểu của dân biểu Jamie của đảng Cộng hòa uh, và trong đó đã bảo trợ cho dược này nói rằng Tôi đã nói chuyện với các phụ huynh mỗi một ngày và họ rất lo ngại về tình trạng con cái của họ được dạy trong trường học. Và ông nói rằng có một số giáo chức đã tự nhận mình là những nhà hoạt động xã hội đã thúc đẩy cái chương trình chuyển đổi giới tính giảng dạy cho những trẻ em và điều này không thể chấp nhận được. Tôi thấy rõ ràng đa số các giáo chức ở tiểu bang chúng ta đều là những người có những cái công việc rất tuyệt vời họ đã làm công việc của họ một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, dự luật này sẽ ngăn chặn một số những kẻ lợi dụng chức quyền giáo chức để truyền bá cái tư tưởng giới tính vào trong các trẻ em con nhỏ của chúng ta, đặc biệt là ở cấp học ở lớp lớp 3 trở lên. Đây được xem là một trong những cái dự luật quan trọng mà cái uh, tiểu bang Missouri đã thông qua và nếu như nó được thông qua toàn diện và được thống đốc tiểu bang ký thì điều này thì bất kỳ một giáo chức nào truyền bá, đưa thông tin hoặc là có thể khuyến khích các giới trẻ giới thẻ ở cái tuổi lớp 3 trở lên ở trong các cái trường học sẽ biến thành trọng tội và sẽ bị truy tố nặng nề. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, phía của Quốc hội Hoa Kỳ đã đệ trình dự luật cho công ty TikTok trong 6 tháng để cắt bỏ mối quan hệ với công ty Biden và thoát vốn. Nếu như không, họ sẽ phải đối diện với lệnh cấm của Hoa Kỳ các nhà lập pháp của Hoa Kỳ trong ngày thứ tư đã gia tăng áp lực với công ty TikTok là phải chấm dứt cái mối quan hệ với công ty mẹ là Biden hoặc đối diện với lệnh cấm một sự thúc đẩy trong đó gần như là đang bị kiểm soát bởi kẻ thù của Hoa Kỳ dự luật lưỡng đảng gồm có 20 nhà lập pháp đã giới thiệu cái dự luật này trong đó ban cấm hoặc là cái việc mà kiểm soát của công ty Biden với lại các cái trang app ở tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ một cái web hosting nào tại Hoa Kỳ à mà trong đó họ nói rằng là không thể có một mối liên hệ nào với trung quốc và dự luật này đồng thời cũng cho phép tổng thống gia tăng cái lệnh cấm đối với các trang mạng xã hội mà có cái tình trạng đe dọa tới an ninh quốc gia tôi đã nộp cái dự luật này và cung cấp cái đường hướng để các trang app này phải hoạt động tại hoa kỳ và không có sự đe dọa tới cái quyền tự do của người dân hoa kỳ và cả bảo đảm bảo bảo cái quyền tư ẩn và an ninh đó là lời phát biểu của dân biểu mike glenher được xem là chủ tịch tiểu quy ban đặt trách đối phó với đảng cộng sản trung quốc tại hạ viện và trong cái việc nhắc tới tiktok vào ngày thứ tư thì à, vị dân biểu của tiểu bang wisconsin cho biết chúng tôi rất đơn giản là không cho phép bất kỳ một trang app nào à, được kiểm soát bởi một quốc gia kẻ thù ở ngoại quốc để cạnh tranh và tìm cách gọi là chiếm lĩnh trong cái à, thị trường truyền thông của hoa kỳ và khi thảo luận về cái dự luật này thì các nhà lập trình là à, lập chính sách đã gia tăng lo ngại rằng tiktok có thể trở thành một cái à, điều then chốt cho những người à, trẻ tuy nhiên thì tiktok phát công viên của tiktok nói với hãng thông tấn afp dự luật này à, là ban tiktok không cần biết là có bao nhiêu người đã kia danh dự luật này sẽ à, cho công ty biden 6 tháng để mà thoát vốn đó là lời phát biểu của dân biểu của đảng dân chủ là à, raja Krishnamoorthy à, được xem là một dân biểu của đảng dân chủ ở illinois và thành viên cao cấp của tiểu ủy ban đối phó với trung quốc và ông nói rằng dự luật này không phải chỉ nhắm vào tiktok mà trong đó thì vấn đề an ninh quốc gia là cần thiết một viên chức của Hội đồng An ninh Quốc gia nói với hãng thông tấn AFP là dự luật này là một bước quan trọng và họ hoan nghênh cái dự luật này chống lại sự đe dọa đối với các cái dữ liệu nhạy cảm tại Hoa Kỳ và vấn đề an ninh quốc gia. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của quốc hội trong cái đó Tòa Bà Đốc cho biết là à, họ đã từng à, nhắc tới cái vấn đề an ninh quốc gia về việc sử dụng TikTok. Tuy nhiên thì à, chính chiến dịch tranh cử của Joe Biden đã sử dụng cái trang TikTok này để vận động tranh cử và tiếp cận với lại giới trẻ của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Quỹ ban tại Hạ Viện điều tra về có khả năng Trung Quốc đã hoạt động gián điệp tại các bến cảng của Hoa Kỳ. Một cuộc điều tra chung bởi một số thành viên trong Hạ Viện, à, một cái quỹ ban gia tăng về sự lo ngại hoạt động gián điệp sau khi phát hiện ra những cái... cái, cái cargo crane tức là những cái cần cẩu để mà kéo những cái container của Trung Quốc xây dựng đang đặt ở một số những cái bến cảng của Hoa Kỳ có thể sẽ là những cái công cụ để hoạt động gián điệp. À, bản tin mới nhất cho biết chủ tịch của Ủy ban đặc trách về an ninh nội địa là Mark Green của Đảng Cộng hòa tại Tennessee, cũng như là chủ tịch của tiểu quý ban đặc trách về hàng hải và vận chuyển của Hoa Kỳ là Carlos Gimenez của Đảng Cộng hòa tại Florida và chủ tịch tiểu quý ban đặc trách đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc là Mike Gallagher cho thấy rằng là phía Hoa Kỳ tất cả các bến cảng của họ đang làm việc với một cái công ty sản xuất về crane của Trung Quốc có tên là Shanghai Yanhua Heavy Industry và cái công ty này chuyên môn sản xuất những cái crane tức là những cái cần cẩu và trong đó à, có thể sẽ bị kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và ba vị chủ tịch này đã gửi một lá thư trong ngày 29 tây tới công ty Shanghai Zhenhua đòi hỏi câu trả lời về việc mà họ đã thu lượm các thông tin từ những cái công ty của Hoa Kỳ ở các bến cảng và trong đó có khả năng là hoạt động gián điệp và trong các quỹ ban thì à, luật liên bang của Hoa Kỳ buộc tất cả các công ở các các cơ quan là phải xác nhận là cái công ty do nhà nước của cộng sản trung quốc làm chủ đang tìm cách gọi là sử dụng phá hủy và gây ảnh hưởng nền kinh tế khi mà họ thành lập một cái chiến lược hiện diện ở trong tất cả các cái bến cảng hàng hải xung quanh quốc gia của chúng ta và trong đó họ nhắc tới là prc tức là nhà nước cộng hòa nhân dân trung quốc hoa kỳ đã báo động về có những bằng chứng prc đã hiện diện và gây ảnh hưởng rất lớn và rất nặng ở trong cái kỹ nghệ xuất nhập cảng trong nền kinh tế của hoa kỳ đây được xem là một trong những cuộc điều tra mới nhất mà trong đó thì chính quyền của Joe Biden tháng trước dự tính là sẽ đầu tư trên 20 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới để thay thế tất cả những cái cần cẩu, à, tức là những cái crane mà làm việc ở trong các, các công xưởng Hoa Kỳ và các, các cái bến cảng tại Hoa Kỳ sau khi phát hiện những công xưởng và bến cảng này sử dụng các cái crane do nhà nước Cộng sản Trung Quốc và công ty của nhà nước Cộng sản Trung Quốc sản xuất. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay bộ tư pháp cho biết là một phân tích gia tình báo lục quân hoa kỳ đã bị truy tố về tội bán các bí mật quân sự cho trung quốc bản tin mới nhất cho biết thì một binh sĩ lục quân hoa kỳ đặc trách về phân tích tin tình báo đã tốn gần 2 năm để bán tất cả những cái tài liệu được xem là nhạy cảm cho phía của trung quốc liên quan tới chương trình vũ khí và cái hệ thống quốc phòng hỏa tiễn của hoa kỳ trong đó bao gồm luôn cả một số những cái uh, tin tức liên quan tới những cái vũ khí mà cung cấp cho Đài Loan theo tường trình của Bộ Tư pháp đưa ra vào ngày thứ năm và họ truy tố ông này 6 tội danh. Cô Bein Sung đã bị bắt giữ vào ngày thứ năm ở Fort Campbell ở Kentucky bị truy tố tội âm mưu vận chuyển à, tích tụ hoặc là đã đánh mất một số những cái thông tin của Bộ Quốc phòng nhận cái à, trong lúc mà ông ta làm viên chức của công chúng ông ta đã nhận hối lộ và đồng thời có những cái uh, xuất cản những cái bài viết được xem là bất hợp pháp về quốc phòng cho Trung Quốc cũng như ba tội danh liên quan tới việc xuất cản một số những cái bài viết và những cái uh, chi tiết cần thiết liên quan tới quốc phòng cho Trung Quốc theo tường trình của bản cáo trạng và ông Xu vốn là một sĩ quan đặc trách về phân tích tình báo uh, ở trong cái đơn vị gọi là 506 của lục quân và trong cáo trạng này ông ta đã nhận ít nhất là 14 lần tiền mặt của Trung Quốc là 42.000 Mỹ Kim từ một người đồng ngu của ông ta tức là một người đã sống ở hồng kông và làm việc cho một cái công ty cố vấn ở hải ngoại trong đó để đổi lại tất cả những tập tài liệu, những hình ảnh và những cái uh, chi tiết nhạy cảm về tất cả các cái chiến dịch an ninh quân sự của Hoa Kỳ đây được xem là một trong những cái hoạt động mới nhất mà Trung Quốc nhắm vào giới quân sự của Hoa Kỳ để mua chuộc và chiêu mộ họ trở thành tình báo và bán tin tức cho họ đây được xem là một trong những cái cáo trạng mới nhất đã nhắm vào một sĩ quan đặc trách về phân tích tin tình báo của lục quân cùng một lượt thì uh, bản tin từ ở uh, phía của quốc hội cho biết thì à, trung quốc đang xây dựng một cái hệ thống vận gọi là à, vận chuyển và có thể à, chứa được các cái hỏa tiễn ICBM theo tường trình cho biết một phần trong việc xây dựng cái à, kho vũ khí nguyên tử của họ thì nhanh à, quân đội lực lượng à, PLA của Trung Quốc và cái lực lượng đặc trách về pháo kích của họ đang làm việc cho một cái thế hệ mới mà trong đó họ nói rằng có khả năng sẽ có những cái à, loại gọi là hỏa tiễn xuyên quốc gia mà được đặt trên tất cả những cái hệ thống di động theo tường trình của tư lệnh là Anthony. Collins tần người đã làm việc và nắm nắm vai trò chỉ huy của cái chiến lược Hoa Kỳ vào tháng 12 trong cuộc điều trần kín trên cái sàn quân Ủy uh, ban quân sự của thượng viện Cuộc điều trần này đã được ta diễn ra vào ngày 29 tây tháng 2 theo tường trình của Bill Gates ở à, thuộc tàu Washington Times. Trong đó thì ông Cotton là một tướng 4 sao đặc trách về chỉ huy lực lượng của nguyên tử của Hoa Kỳ đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc đang tìm cách tăng cường cái uh, hỏa tiễn liên quan tới nguyên tử, các cái um, tìm thủy đỉnh và kể cả những cái uh, quanh tạc cơ của họ. Và ông Cotton đã nhắc tới vấn đề mà Trung Quốc đang chuẩn bị phát triển một cái loại kỹ thuật mới gọi là, và là, là cái loại gọi là hỏa tiễn ICBM tức là hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia được đặt trên các cái bệ phóng di động và được xem là đã họ đã có cái số lượng ICBM và bệ phóng này còn hơn cả Hoa Kỳ vốn là chỉ huy cái trung tâm chiến lược, ông có tên cho biết rằng trong cuộc điều trần là ông nói rằng đây là một trong những cái chi tiết mà ông có được về số lượng các bệ phóng của Trung Quốc, bao gồm các bệ phóng cố định cũng như các bệ phóng di động và trong đó thì Trung Quốc đang tìm cách phát triển cái bệ phóng di động cho cái loại hỏa tiễn tầm xa mà họ gọi là DF27 có khả năng là bắn xuyên quốc gia và đang trong tiến trình phát triển cái loại hỏa tiễn này. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của phía à, Hoa Kỳ đưa ra vào tháng Giêng thì à, lực lượng công quân đã báo cáo cho quốc hội biết về chi phí trong việc mà phát triển các cái loại hỏa tiễn à, ICBM thay thế cho cái loại hỏa tiễn cũ gọi là Minuteman à, Missile trong đó có tiềm năng sẽ bị trì hoãn 2 năm và phía ngũ giác đài dự tính là sẽ có thêm 650 cái hỏa tiễn mới trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái hỏa tiễn, cái bệ phóng hỏa tiễn di động nào và Trung Quốc thì có một loạt những cái loại hỏa tiễn di động này và đây được xem là một tiềm năng đe dọa tới Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Trung Quốc đã bí mật xóa bỏ cái chữ Hoa Kỳ trong ngành kỹ thuật và tìm cách đưa cái tên Trung Quốc vào một bản báo cáo mới nhất sau khi mà có những cái tăng căng thẳng về vấn đề mậu dịch và kỹ thuật trong cuộc chiến với Hoa Kỳ. Trung Quốc đã thúc đẩy một cái chiến dịch gọi là Delete America, tức là một cái sứ mạng xóa tên Hoa Kỳ. Trong đó, họ mặc dù họ sẽ là cái quốc gia không đủ thông tin về kỹ thuật theo tường trình của tàu Wall Street Journal đưa ra, Viện nghiên cứu của Trung Quốc với cái tên là Delete America bắt đầu đã thành lập từ tháng 9 năm 2022, giữa lúc mà Hoa Kỳ đang gia tăng giới hạn xuất cản về semiconductor, và các cái công cụ sản xuất semiconductor cho các công ty kỹ thuật của Trung Quốc. Và với vấn đề an ninh quốc gia cũng như sự cạnh tranh lo ngại Trung Quốc sẽ phát triển và các cái semiconductor này trong lĩnh vực về tình báo, về các cái xe thông minh, à, mạng TikTok cũng như là thống trị trong cái nguồn cung cấp trên à, toàn cầu và bây giờ thì phía Trung Quốc đã bắt đầu có những cái hành động được xem là loại trừ cái tên của Hoa Kỳ ra khỏi cái lĩnh vực kỹ thuật. Đây được xem là một phần trong nằm toàn diện cái chiến lược của Tập Cận Bình, trong đó là làm cho Trung Quốc sẽ tránh lệ thuộc từ khối Tây Phương, mặc dù họ rất thiếu nhiều thông tin về kỹ thuật, đặc biệt là trong các chiến đấu cơ và ngành kỹ nghệ semiconductor. Tuy nhiên họ lại kiểm soát về các cái nguồn nguyên liệu gốc, thực phẩm và vấn đề năng lượng. Đây được xem là một cái document có tên gọi là document 79, có cái tên thật sự của nó là Delete America đã được yêu cầu là các công ty làm chủ phải thực hiện tiến trình của họ về báo cáo bộ thường niên về các cái kỹ thuật của tây phương và của hoa kỳ và tìm cách thay thế họ bằng các cái kỹ thuật của trung quốc sau khi mà họ copy những kỹ thuật của hoa kỳ đây được xem là một trong những cái chiến lược mới của trung quốc nhằm tránh lệ thuộc cái nguồn kỹ thuật từ phía của hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình hoa kỳ và của trung quốc ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!